Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Yamaha X-Center lên đồ siêu độc gây ấn tượng chỉ với 13 triệu đồng của Baker Việt. Bản đồ X-Center 10 luôn gây sự chú ý cho mọi người, nhất là cái dân chơi xe. Thì mới đây, chiếc X-Center 10 được dân chơi xe ở Biên Hòa được độ lại với phong cách rất đơn giản nhưng cực kỳ ấn tượng nhờ cái đèn LED cực độc rất bắt mắt người xem. Lấy ý tưởng phiên bản độ của dãy ngân hà mà hãng xe Yamaha trong ngày ra mắt X-Center 10 tại thị trường Việt Nam cách đây được 2 năm. Một người chơi xe ở Biên Hòa đã lên ý tưởng độ lại chiếc xế của mình rất ấn tượng và đặc biệt vào ban đêm. Vì không muốn rườm rà nên chủ nhân chiếc xe đã giữ như zin gần như toàn bộ dàn áo của xe. Bản độ này chiếc xe chỉ lấy hai tông màu là đen nhám và xanh da trời làm cái điểm nhấn chủ đạo. Chủ nhân chỉ sơn lại cái dàn chân mâm cái màu xanh da trời. Ống xả cũng được cái sơn màu đen nhám cùng với cái chụp đuôi ống xả. Ba ga được sơn tông xịt tông với cái mâm rất đẹp. Điểm nhấn bản độ này là những viền phải làm bằng đèn LED theo phong cách của Audi. Chiếc X-Center trên mưa phong cách của dải ngân hà sẽ bộc lộ hết cái vẻ đẹp vào ban đêm, chắc hẳn sẽ hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người trong khi xuống phố. Thông thường cái việc gắn đèn LED quá nhiều sẽ rất chói mắt người xem, ảnh hưởng đến việc đi đường do gắn thêm cái chợ sáng đến quá mức. Tuy nhiên ở bản độ này, người thợ đã rất khéo léo khi bố trí dải đèn LED ở xung quanh xe, vừa rất thẩm mỹ vừa không gây ảnh hưởng nhiều cho người đi đường và ngược chiều. Ngoài dàn đèn rất rực rỡ, được xe còn được độ thêm những hệ thống như sau. Hệ thống an ninh của xe cũng được nâng cấp lên chìa khóa smart key của nhà Honda với những chi tiết ổ khóa chế tác vừa vặn với dòng X-Center 10. Chi tiết này thời gian thực hiện bản độ này chỉ mất có 5 ngày với chi phí bản độ này vào khoảng là 13 triệu đồng. Yamaha X-Center 10 được trang bị động cơ 4 thì 4 van SOC làm mát dung dịch xanh đơn với dung tích 149,7cc, công suất cực đại là 15,4 hp. Moment xoắn cực đại là 13,8 Nm, tỷ số nén là 10,4:1, đi cùng hộp số nâng cấp. Tại thị trường Việt Nam, chiếc X-Center 10 có 4 phiên bản bao gồm RC, CB, Combo, Movistar và Metric, đi kèm mức giá đề xuất là từ 45 cho tới 47 triệu đồng. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share và subscribe.